bài tiếng Anh à? Bác à, hai người yếu chắc là đi bộ đội về gặp nhau cưới năm 77, sinh sáng năm 78 là sinh con thứ nhất. Rồi, trong đó là ông về rồi là đi bộ đội về là bị chất độc màu da cam. 7 là lần sinh mà nuôi 5 con gái mà tôi 2 con trai là mất. Tức là người con trai đầu là sinh ra là mất đúng không? Bị chết tối, chết tối dễ mưa. Dạ, còn một người nữa. Một người nữa thì có thai được gần sinh rồi là bị đẩy nó. Ông sống với con lưỡng là ông nhắm mắt chui tay xong là cắt chỉ đô là nó có gì. Ok, dạ. Phù hộ.